9 10 Ôi giời ơi. Mẹ mày ơi. Em đây, nhà về rồi à? Làm gì thế này? Em đang đếm tiền chứ còn làm gì nữa. Trời ơi, chưa giặt ra rồi người ta đi làm về mà chưa là nấu cơm cho người ta ăn à? Nhà cứ ngồi vào đây. Hay em rót cho chén nước. Nhà uống nước đi. Khổ quá, cơm em nấu rồi. Sao thế? Mệt tay nó run. Chưa thì còn không nấu cơm rồi không dọn ra để cho chồng ăn. Đi làm vất vả về không có miếng ăn đổ vào mồm. Tự nhiên hôm nay to tiếng với người ta thế. Đói. Em biết rồi, nhưng mà em đang đếm tiền. Đấy, vừa mới bán xong ngứa lợn. Em đang ngồi tính là em lợp lại cái mái này này. Chứ trời mưa trời gió thế này, buổi đêm ngủ nó cứ dột vào em chả ngủ được. Thế đang làm gì đấy? Em đếm tiền. Việc gì phải đếm tiền? Nhà bao nhiêu tiền như thế? Đếm cho nó mỏi mồm, đến bao giờ hết? Mình ở đâu ra mà nhiều tiền thế? Ở mồm đây này. Nói thế cho nó sang mồm. Cho hàng xóm nó nghe thì nó phải nể trọng mình. Nó đang quay khinh mình nghèo. Đúng rồi nhỉ? Chứ mình mất mình nghèo người ta khinh đúng không? Mình cứ nói bóng lên, ai biết được nào mà lần. Nhà nói đúng nhỉ? Em đếm tiền nãy giờ mỏi hết cả mồm. Không phải đếm cả họng rồi. Không phải đếm nữa. Đếm cũng không hết được đâu. Rồi, em bảo này. Ở đây có 20 đồng. 20 đồng. Em tính rồi nhá. 5 đồng là em lợp lại cái mái. 5 đồng em mua lợn giống. 5 đồng em để vợ chồng mình sắm Tết. Thế còn 5 đồng mấy hôm nữa họp họ là mình đóng giỗ đấy. Giỗ à? 5 đồng 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 sửa mái. Vớ vẩn. Cái mái này này. Rụt thì đưa cái nồi vào hứng. Tôi không sợ hỏng cái mái này. Mà tôi sợ hỏng cái mái này này. Vớ vẩn. Mái này á có lâu mới hỏng. Thế thì được. Còn cái 5 đồng ăn Tết. Tết ăn gì chả được. Không quan trọng. Nghe chưa? 5 cây đồng mà để mua lợn giống. Với con lợn ở trong kia kìa. Nó tự đẻ. Nó tự đẻ. Không phải lo mua giống mã gì hết. Nghe chưa? Còn 5 đồng mà định góp chỗ là ít đấy nha. Thì sao lại là ít? Mình cứ theo xuất đình thôi. Nhà mình năm nào chả thế. Không. Hai vợ chồng mình 5 đồng. Không được. Sao lại không được? Mình không nhớ. Đầu năm về đấy. Ăn dỗ đấy. Tôi đã nói rồi. Là tôi nói là cuối năm nay về là phải góp dỗ làm sao cho nó mạnh dạn lên. Góp dỗ cho nó thoải mái lên. Tôi còn chót nói với họ. Tôi làm lý trưởng cơ mà. Ôi dồi ôi. Mình bảo mình làm lý trưởng á? Tôi làm đến chức lý trưởng cơ mà. Thế là em là bà Lý đấy à? Là phu nhân chứ. Thế à? Ôi không được. Ông Lý sao lại ăn mặc thế này? Mình có nhìn thấy ông Lý không? Ông ấy toàn mặc lụa tơ tằm thôi. Thế tôi mới bảo là cái 5 đồng này là mang đi để mua đồ lý trưởng cho tôi mặc. Trông nó phải đức cao vọng trọng lên chứ. Em hiểu rồi. Ý của mình là mấy hôm nữa về họp họ cho nó sang trọng con người mình lên, có đúng không? Để người ta đỡ coi khinh. Rồi, mình mà đã nói thế nhá thì em quyết định rồi. Đợt này về hai vợ chồng mình nhá, vác cả đàn lợn về để họp họ. đi dọn cơm cho người ta ăn đi. Vâng, hôm nay nhà mình xơi cỗ. Nhanh lên. Bà Lý đi thì phải khép cái tàu lá chuối vào chứ. Ôi dồi ôi, cụ ơi. Cụ nặng quá. Đây, ghé cụ, ghé cụ lên nhà, ghé cụ lên nhà. Theo nghe tao. Ấy, nó đè ra vào đâu tao kìa. Ai, Mày để nó đè vào đầu tao thế hả chúng mày? Kéo tao dậy đi. Dạ bẩm cụ Lý, cụ người có một nhúm mà sao cụ nặng thế? Mày yếu. Sao người bé tí mà nặng thế? Gì mà ăn lắm nên nặng chỗ nào mà nặng vậy? Có mà chúng mày yếu ấy. Đi ra đến đầu đình đây rồi. Ông cho anh em con xin tiền đi. Cái thằng Cao này, mày khát tiền thế à? Lại chả khát tiền. Vừa đến đây cứ quan trọng nhất là mày phải đưa tao vào trong dòng họ nhà tao.
người ta còn thấy tao đức cao vọng trọng chứ. Người ta còn ngưỡng mộ, người ta còn tôn trọng tao chứ. Này, tao thấy cụ nói thế cũng có lý đấy. Có lý thì có lý, cứ phải có tiền. Thế mà cụ muốn khênh cụ vào tận trong đình làng thì cụ phải trả thêm tiền. Cứ thế thôi. Thì tao cho thêm mỗi anh em chúng mày hai cắt. Nhưng mà cụ ơi, trong lúc chờ đợi cụ vào trong đình làng, anh em con ở ngoài phải làm cút rượu. Nên là ông cứ ứng trước cho con cái khoản tiền từ nhà ra ăn đầu đình đi. Đó, sau tí nữa là từ đình về nhà rồi là trả tiền thì cũng sao. Ai thằng này? Ngu quá, mày thằng ai với ai đấy hả? Mày thằng với ai, mày vừa gọi ai là thằng? Này nhá, hai anh em nhà thằng này nhá, cứ giả tiền thì chúng tôi gọi là cụ lý. Này, kể cả là kỵ lý. Chứ còn không giả tiền nhá, thằng này gọi luôn là thằng lý đấy. Làm gì được. Giỏi thật. Ai nuốt mất của chúng mày, đưa tao đến đây, rồi chúng mày còn phải đưa tao về nhà tao nữa cơ mà. Chúng mày định đem con bỏ chợ à? Lúc đấy về tao có quỵt của chúng mày đâu. Hơn nữa này, để cái tiền đấy mà về nuôi vợ nuôi con. Tao vào trong đám ấy, tao sẽ lấy phần cho hai chúng mày ăn. Không phải bỏ tiền túi ra mà đi ăn đâu. Tao thấy cụ nói cũng có lý. Thôi được rồi, thế thì ông nhớ đấy nhá, phải giả đủ tiền nhá. Tí vào đình là phải bảo người lấy rượu, lấy thịt ra cho anh em con ở ngoài nhậu nhá. Ông Quang ơi, ông Quang. Trời ơi, sao giờ này vẫn còn đứng ở đây? Các cụ đang chờ hết ở trong kia kìa. Hai cái thằng này này, nó khênh tôi, nó vứt tôi ở đây đây này. Sang đây, đi sang đây. Mình sang đây. Này, hai cái thằng cao thấp chúng mày. Dạ. Chúng mày có nghe thấy cái gì đây không? Tiền, nghe tiền, tiền. Nghe thấy không? Dạ, tiền à. Tiền. Đừng có mà khinh ông bà không có tiền nhá. Dạ. Kiểu ông cho nó cẩn thận vào. Cứ tí về bà thưởng thêm cho. Rồi. Bà vừa đẹp lại vừa có tiền. Vào kiệu, vào kiệu. Ra chờ tí gì ông lên. Rồi. Cái gì đấy? Gớm gớm gớm, một chồng bình thường mình cứ lem nhá lem nhem. Giờ lên bà Lý trông diện. Chuyện ai bảo ông là bình thường tôi lem nhem. Tôi lúc nào mà chả diện. Nói này, ra tôi dặn đây. Quần áo rồi mặc cho nó cẩn thận vào. Tại vì là tôi chỉ thuê trong ngày hôm nay, qua tối nay ngày mai là người ta đòi đồ rồi. Rách ra một tí thì là tôi đầy chết đấy. Biết rồi. Chưa hết nha, rồi ngộ nhỡ chẳng may say quá gì đến nói cái gì đến lộ ra điên chết xấu mặt rồi. Lý đi. Tê 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 ngồi xuống tê 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 cẩn thận đó. Cụ Lý lẳng quạng. Ôi giời, sao rồi. Đúng là ra ngoài làm quan mà khi trở về quê vẫn giữ được nề nếp gia phong không ạ? Dạ, mình ơi. Dạ, mời mình quý quan ngồi ạ. Đúng là con người thanh lịch có khác. Đi ra ngoài làm quan xong về có ăn có học. Ui, về đến quê hương mà vẫn giữ được cái nề nếp gia phong của quê hương, quý hóa quá. Này, thế bao giờ thì đi? Việc quan trên rất là bận, chắc là phải đi luôn đấy. Ấy, đi là đi thế nào? Đã về đến quê hương, đã gia đình thắp một nén nhang là phải ở lại với bà con tròm xóm. Đúng bà rồi. Con họ hàng mọi người đúng mong rồi. Anh như thế nào? Sau đó con ở lại ăn một miếng cơm. Đúng rồi, uống một chén rượu. Dạ,
xin phép hai bác trưởng họ, chứ việc ở trên bận lắm mà, nên bận là bận thế nào. Dạ, ý nhà em đây là việc bận lắm mà, nhưng mà hôm nay đã về tới đây rồi, tình cảm của hai bác cũng như là bà con vợ chồng em quyến luyến lắm mà, thế cho nên là thôi thì cũng xin ở lại uống một chén rượu nhạt ạ. Dạ, uống một chén rượu nhạt và ăn một miếng xôi với bà con à. Ăn miếng nào. Này, không được một miếng xôi đâu đấy nhá. Này, dạ, họ nhà mình á, dạ, thịt cá con lợn to đùng rồi. Mà đúng là các cụ nói không có sai. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì dạ. Mình ạ, các cụ nói một người làm quan là cả họ được nhờ. Đấy, bà này, nhân tiện có cái gì nhờ thì nhờ luôn đi. Ừ, chả là thế này. Hôm tôi sang bên Đại Đồng ấy, thấy bên đấy họ bán cái lư hương đẹp lắm, to, bóng. Nếu như cái ban thờ họ mình ấy mà có cái lư hương đấy, nó to đẹp, nó át hẳn tất cả các nhà khác. Đúng rồi. Thì là nhưng thì mà lúc đấy Tết này ấy, nhất họ đấy, các cụ về cũng mát mày mát mặt đấy. Nhưng mà ngặt một nỗi là mua, nhưng mà tiền đâu ra. Mình ra. Dạ, tiền đây à? Đấy, đấy, thấy chưa? Thế là nhà mình, họ nhà mình có lư hương rồi. À, bây giờ là như thế này. Thế còn một việc nữa là cũng xin là để được coi như là nói ra. Chứ không thì cũng chẳng biết ai giúp đỡ cả. Tức là hôm trước tôi đi ra ngoài đồng, tôi nhìn thấy cái mộ tổ của nhà hàng xóm nó to ơi là to như thế này này. Họ xây cái kiểu gì mà to như trái núi ấy. Mà bên đấy nó làm ăn phát đạt lắm. Giá như cái mộ tổ của họ nhà mình cũng được xây to như thế thì không phải một người làm quan đâu, mà họ nhà mình phải vài người làm quan. Xây tiền đâu ra? Mình đâu? Dạ em đây à. Trời ơi, đấy nhá, thế thì hay quá. Xoay. Vậy là ông đã xin được cái lư to, tôi đã xin được cái mộ tổ mà anh chị khoe khoang đây đã giúp đỡ họ nhà mình. Thế thì quý hóa quá. Thôi như thế này, thế là đã xong rồi. Những việc lớn nhất của dòng họ mình đã xong rồi. Bây giờ thôi, mời hai anh chị bớt chút thời gian ở lại ăn cơm với dòng họ nhà mình, để dòng họ nhà mình được tự hào về anh chị đã làm quan cả họ được nhờ. À, gọi con Thắm. Con Thắm đã chuẩn bị xong chưa nhỉ? Thắm ơi! Dạ. Mang cỗ ra đây cho bà. Vâng ạ. Đây, để xuống đây con. Con mời ông bà. Đây. Ôi trời ơi, một người làm quan cả họ được nhờ. Cái mâm cỗ này cũng nhỏ nhoi thế, thấm tháp gì với cả cái chuông, à cả cái lư to đùng ra như thế. Đúng rồi. Rồi lại bao nhiêu tiền xây xây mộ tổ nữa chứ. Nào. Giới thiệu với anh chị, đây là con Thắm. Đấy, chồng nó khác không? À, hồi đầu năm mà anh chị về đây á, là nó chưa về làng. Chồng thế này thôi, khổ lắm, nghèo lắm, vất vả. Cho! Bỏ tay ra. Họ nhà mình là không ai được phép khổ. Trời. Cho cháu nó tiền. Đưa luôn đây. Bỏ thế ra. Con thoi cho phát bây giờ. Đây, Thắm, xòe cái tay ra. Thắm xòe tay ra. 1, 2, 3. Ôi, người đông thế. Đây là đây. Các cháu như mình hết đấy. Cũng các khổ cháu thế hả? Cũng khổ như thế trong dòng họ nhà mình cả đấy. Mình đâu? Phát. Đây này, con bé mỡ đây này, đây con bé mỡ đây, con nhà bà Nạc đấy. Đây.
đây này còn cháu vệ con nhà ông bên toàn người trong nhà cả còn kia là thằng Tít con nhà ông Kịt đây về gọi nhà họ ra đây đi nhanh lên còn ai ra đây nuốt đi để tao còn ăn nhanh lên nhanh lên để quan còn ăn rượu nếp cái của làng mình đấy. Thế mời quý quan. Ôi quý hóa quá. Bà ấy không già, đúng là cái loại ngu. Mày bảo ai ngu? Tao bảo mày ngu chứ còn ai ngu nữa. Tao là anh mày đấy. Anh nhưng mà ngu thì vẫn gọi là thằng ngu. Người ta đã bảo rồi là lấy tiền trước đi. Ra đây hai anh em có phải là có cút rượu, có tí đồ nhắm, ngồi đây đợi nó đỡ lâu không? Cứ bảo là ông ấy nói đúng đấy, Hoang. Hoang cái gì mà hoang? Kiếm được tí tiền, ăn uống tiêu hết thì lấy tiền đâu về thiếu biếu thầy U rồi là vợ con. Thì chính vì Tết nhất đến nơi rồi, nhà không có tiền tiêu, tôi phải chấp nhận đi khênh cái thằng này làm thuê cho nó. Thế nhưng mà chờ đến bao giờ? Chờ đến bao giờ nó mới mang rượu, mang thịt, mang cỗ ra cho mà ăn hả? Đói bụng thế này rồi mà ngồi chờ không có cái gì, không có cút rượu, sao nó lâu thế cái gì đấy? Đúng là ngu. Chờ thêm tí nữa biết đâu lại có cái ăn. Rồi giờ chốn em ngồi vén tay, giờ chốn em ngồi anh thời chẳng thấy em thời thở than bâng khuâng như mất lạng vàng. Lẹ chả mất cả đàn lợn rồi. Yên tâm, đâu có đó. Yên tâm nha. Tôi nói cho ông biết nha, cái lư hương thì tôi thấy được. Cái mả tổ nhà ông nha. Bà chửi ai? Tôi chửi bao giờ? Bà vừa vào mả tổ ai? Chứ không phải mả thì là cái gì? Mộ tổ. Mộ với mả chỉ là một à? Gác. Ông đi mà lo cái mộ tổ nhà ông. Sao đâu cơ đó? Đâu đó cái gì? Đi cả đàn lợn rồi. Đàn lợn sao mà tính tiếc? Bóng lên để bóng lên kìa. Cái mồm mày. Dậy ít thôi. Ê, cao thấp. Cao thấp. À. À. Cụ Lý đây rồi. Dậy. Để đưa tao về đây. Ôi, chết cụ Lý ơi. Bọn con đang đói quá. Dạ, trước khi đưa về, ông hứa là mang rượu, mang thịt. Rượu thịt đâu, đói. Đói lắm mọi người, đói lắm. Hỏi em mả tổ này. Ê, sao lại mả tổ là thế nào? Sao lại mả tổ? Ông hứa là ông mang rượu, mang thịt cho anh em nhà tôi cơ mà. Họ nhà tao đông, ăn hết rồi. Về nhà tao nấu cho mà ăn. Thế này thì ông nói không đúng rồi. Mày tính mày ngu chưa? Này nhá, đã thế nhá, ông bà giả tiền anh em chúng tôi không có về nhà đói bây giờ làm sao mà khênh nhà ông được? Đúng tiền rồi. Đâu? Giả tiền đây. Về tao hôm mày bích. Sao? Ông giả đi. Về tao giả cho. Không có về viết gì cả, giả tiền luôn ở đây. Này, tao nói cho cái thằng Lý này biết nhá. Mày tao với ai đây? Tao với mày, không giả tiền tao gọi là mày hết. Mày láo vừa đó. Tao nói cho thằng Lý đẻo đấy nhá. Mày tao với ai đây? Cái gì? Ông bà muốn gì? Ai cho mày? Cái gì? Ai cho phép mày dám gọi quan nhà tao là thằng hả? Đấy, quan gì cái thằng này? Ai thằng mày nghe thì chưa? Quan nhá. Quan đấy. Quan cái gì? Quan cái gì? Ông gọi chồng cần chất lắm. Đứng lại. Giả tiền tao. Đứng lại. Anh ta kia. Đứng lại. Con chó như mình nữa rồi. Đuổi theo bảo vệ quán nhà mình nhanh lên. Nhanh lên. Bảo vệ quán nhanh lên. Nó đánh quán nhà mình. Bảo vệ quán nhà mình. Đúng rồi, đuổi theo nhanh lên.
nói ít thôi, tao đang đau đầu lắm. Ôi thôi chết, cụ ốm à? Ôi dồi, chắc là cụ ăn chặn nhiều quá nên là nghiệp đang quật rồi. Cái mồm mày hơi quá đà đấy nhá. Ê, tụi mày cái đó. Con đùa cụ tí cho cụ vui, cho cụ nhanh khỏe. Thế mà cụ cũng là người không biết đùa gì cả. Mà làm sao mà cụ lại sầu não thế ạ? Ôi giời, hôm trước tao sang nhà lão Lý làng bên, ngồi uống nước với lão ấy. Thế này lão lại giở cái trò là đố vui có thưởng. Tao thua mất 5 hào thế mới đau chứ để. Cụ cứ làm như con là trẻ con nhưng mà con quên nhanh thế được. Hôm đấy chính xác ấy là cụ thua 10 hào cụ ạ. Cụ hỏi ông ấy 10 câu, ông ấy đều trả lời được. Thế còn ông ấy hỏi 10 câu, cụ chẳng trả lời được câu nào. Nghĩ đến mà nhục thật ấy. Ông lại vụt cho mày cái đó. Cụ đang ốm thì cụ giãn cái cơ mặt ra cho nó khỏe. Cụ giãn ra con xem nào. Giãn cái đầu mày, giãn. Rồi, này, lão hèn, ngày hôm nay này, lão sang đây chơi. Chơi chiếc gì? Lão ấy sang đòi nợ. Nó còn nhắn lại là tiện thể ở đây ăn cơm. Úi trời ơi, này, thì hôm nay tao tiếp lão cơm nhá. Với lại giả nợ cho lão nhá. Thế là này, tao thiệt đi thiệt lại, tao thiệt tái thiệt hồi, mất hết cả tiền mà tốn phí cả con gà nữa. Chứ gì? Cụ ơi, còn một cách. Hay là cụ cho gọi thằng Đô sang đi. Cái thằng đấy là nó nhiều mưu mẹo lắm, biết đâu nó lại giúp được cụ không mất tiền thì sao. Thế thằng này được. Cái này thì tao cho là mày được. Thằng Nô công nhận nó lanh lợi hơn mày. Vâng. Nó lóng cá, nó lém đỉnh hơn mày nhiều. Ô thế sao có 2 thằng hầu được, một thằng thông minh, sao một thằng lại ngu thế nhỉ? Cụ, cái thằng Nô nó là quan văn, còn con là quan võ. Mơ, mày là quan võ? Vâng. Mày ở với tao bao năm nay, mày làm quan võ cho tao, nuôi mày tốn bao nhiêu cơm gạo có lớn đến được tí nào đâu. Các cô nói không sai nhỉ, mồm miệng đỡ chân tay là con võ. Con võ mồm. Rồi rồi, bây giờ thế này, mày bắt ngay con gà gì nha, cấm tiệt không được bắt gà to nhá, thịt luộc nó lên, rồi sang gọi thằng Nô ra đây. Dạ, thì con đi luôn cô ạ. Đi đi. Thằng này, đôi lúc được việc viết. Này ông, tôi nhớ, mỗi lần ông sang tôi đều thiết đãi ông ít nhất là cũng phải 3 món, không thì 5. Như thế mới có cái để nhậu, đằng này... Mỗi con gà này thì nhậu nhẹt cái gì? Này, ông Lý ơi, ông đừng có so sánh vội, từ từ đâu, những khác con đấy sao mà sốt ruột thế? Được rồi, tôi sẽ tiếp ông đầy đủ các món luôn, nhé. Thì gọi lên đi. Rồi thì nước gà hay nước rau thì nó vẫn là nước, ai tính là món nhắm rượu này. Một món này nhìn cho kỹ mà. Cái này thì gọi là một món thì được. Hai món này không, cái đấy thì không tính là món được. Cái này không tính món đâu. Món nhưng mà tôi tưởng là tôi phải thêm cái món thịt chó hay là thịt vịt. Đằng này thêm cái đĩa rau luộc. Ông thì ông ăn thịt chó, thịt vịt. Ông ăn động vật nhiều quá, nó oán ông đấy. Rồi tôi hỏi ông nhá. Một món này. Gà này thì gọi là món thì được. Đây có gọi là món được không? Thì rau này thì... Nó là món chứ còn là gì nữa. Là hai món. Hai món.
Không, cái này thì không gọi là món được, nó là muối. Con này, khi ông ăn gà, ông chấm vào nước lã. Đây gọi là gia vị, ông buồn cười. Thế phải có muối, có gia vị ăn nó mới ngon chứ gì. Ông nói đùa, ai hiểu gì về các món cả. Thôi đừng có kích bác nhau, chưa biết ai Châu Kiệt đâu. Từ từ đã. Bây giờ còn chưa cho ăn nữa thì ông biết rượu gì không? Ống rượu của ông thì ba cái loại rượu vớt vẩn này ngót nghét cả 7 năm đấy. Thế thì thử xem là 7 năm của ông này. Thử chưa hả? Ừ. Rót đi. Ông ngửi xem rượu hóa. Thử rót uống hơn ngửi làm cái gì? Sao ông sốt ruột thế nhỉ? Này, chắc là ông nghĩ rằng ngày hôm nay ông sang nhà tôi ông ăn cơm, cho nên hai hôm trước ông không ăn cái gì đúng không? Làm sao mà tính kỹ thế? Người đâu lại? Tôi không phải như ông. Ông ngửi xem có thơm không? Thử rót đây uống luôn. Ôi trời, ông này, ông nhìn thằng Hầu ông, thằng này này, chắc là những cái món này là chưa bao giờ được ăn. Thơm. Đứng nuốt nước miếng ngượng ngược. Đây thì rót. Rót rượu nó không phải có nghệ thuật. Ông hiểu chưa? Nếu mà tri kỷ tri ân là phải chia đôi thế này này. Nhưng tôi với ông mà cái chuyện tri kỷ tri ân này nó như ở trên mây. Đấy. Mời không? À uống cái đã. Không ai người ta uống rượu kiểu này. Ông nhìn đây này. Uống rượu nó phải có nghệ thuật uống rượu. Ông nhìn tôi uống cái này. Cầm cái vạt áo lên. Được chưa? Chén rượu đưa ngang mũi. Trước khi uống và thưởng thức cái mùi thơm của rượu, rồi hắn đưa vào môi. Được chưa? Ui. Đấy, thế là tôi uống rồi đấy. Thế bây giờ ăn được chưa? Từ từ. Thế vẫn chưa ăn được à? Lại củ từ đã. Cứ bình tĩnh, củ từ. Hầu. Ôi, giật hết cả mình. Đến thì phải đánh tiếng chứ. Này, thế cụ Lý gọi tôi sang đây là có việc gì đấy? Kìa, ông không nhìn thấy gì à? Ô, có cả cụ Lý làng bên sang đây nữa. Phải rồi, cụ Lý làng bên sang đây ấy là để đòi nợ cụ nhà mình. Thế á? Nhưng mà cụ nhà mình chắc là đang tính ăn quỵt. Thế á? Nên là đang rủ cụ Lý làng bên chơi chữ. Ừ. Mà cụ biết ông là người có tí chữ. Ừ. Thế nên là cụ bảo cho gọi ông sang để mà hộ giá. À, thế à? Thế sao ông không chơi chữ đi? Thì tôi là bên quan võ. Còn ông là quan văn. Văn võ xong toàn. Ghê nhỉ. Thế đứng đây nuốt bao nhiêu nước bọt rồi, với cả là ngắm cái con gà quả thân bao nhiêu lâu rồi? Ôi giời ơi, lâu lắm rồi, thèm lắm rồi. À thế hả? Thế có thích ăn cái đùi gà không? Ôi, thích chứ. Ừ. Không vào mà ăn đi. Ôi, thôi, ăn được cái đùi gà của hai cụ á, có một nát đít. Ông có tin là tôi vào đấy tôi ăn được cả con gà? Ừ, nói phép. Chờ đấy mà xem nhá, chống mắt lên mà xem. Dạ, con chào hai cụ à. Nô đấy hả? Dạ. Thôi. Có gì đấy? Không ăn uống gì nữa. Ừ. Thằng kia, ra chuẩn bị bong lọng rồi về. Dạ vâng. Kìa, anh bạn Lý. Làm gì mà đóng tình. Tính cứ sồn đấy nè. Này, tôi sẽ giả ông Mười Hào. Tôi có ăn quỵt của ông bao giờ đâu. Khổ quá, ông cứ làm cho tôi quỵt của ông. Thì có ông quỵt tôi đâu quỵt đâu đâu. Dạ, bẩm hai cụ. Đấy, mày thấy. Dạ. Mời ông sang nhậu có mỗi con gà mà còn không cho ăn. Dạ bẩm cụ, thực ra là cụ hiểu sai ý của cụ Lý con rồi. Ừ. Cụ Lý của con ý là người có ăn, có học. Ừ. Nên ý của cụ là bây giờ muốn ăn con gà này là mình phải
làm thơ. Đúng tức rồi. Là trong cái câu thơ đấy là phải có cái bộ phận của con gà thì mới được ăn được. Đúng rồi, ông phải nên nhớ nhé, ăn con gà nó phải nghĩ tới con gà, phải có những cái bài thơ hay trắc tuyệt về con gà. Đúng rồi thì à. Mới nên ăn. Dạ. Ăn nó ra ăn chứ không phải ăn hùng hục như đâu mà được đâu. Dạ. Thơ đúng không? Dạ. Thế mà không nói sớm. Thơ ở đây thiếu gì? Dạ. À, thế ạ. À. Nghe đây này. Ờ dạ. Trai thời trung hiếu làm đầu. Anh có cái đầu nhé, tôi xin cái đầu. Ôi dồi ôi. Này, dừng ăn lại nghe thơ của tôi đây này. Cứ đọc đấy. Công cha nghĩa mẹ hết mình vì con. Ấy, đấy, từ từ. Dân công cha nghĩa mẹ mà. Hết mình vì con. Đấy đấy, đấy, cả cái thân, cả cái mình này. Nó trả hết mình con, cả cái con gà này còn gì nữa. Hầu ơi! Dạ. Mày. Dạ con đây ạ. Đất đi. Tối ông mày sơ. Dạ, xin chào. Thế đứng ở dưới nhé. Của ông. Công cha nghĩa mẹ hết mình vì con. Dạ. Không thấy nè. Làm gì đấy, làm gì mà nóng thế? Cụ không phục à? Tôi không phục. Bây giờ ông chơi thơ đúng không? Tôi sẽ chơi câu đố. Được thôi, câu đố đi, nhất trí. Bây giờ tôi ra câu đố, nếu ông trả lời được, tôi sẽ trả cho ông 30 hào. 30 hào là cộng cả cái 10 hào mà tôi nữa ông ấy. Đúng rồi. Nhất trí, chơi luôn. Nếu như tôi thua, tôi sẽ mất cho ông... Chỉ 20 hào thôi. 20 hào thôi đi. Ừ. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Rồi. Đặt tiền ra. Tiền gì? Nói gì đôi với việc làm. Đấy, đấy mày lau đi. Tiền thì mày đặt. Đây. Nó sạch sẽ. 30 hào đây. Có cần phải đếm thì đếm đi. Được rồi. Tôi cầm thì biết là tiền là bao nhiêu đây. 20 hào nhé. Ừ. Đấy. Nghe đây này. Dạ. Hai thầy trò ông nghe. Ông đố cả hai thầy trò tôi á. Đố cả hai thầy trò ông luôn. Ôi giời. Bây giờ làm thế nào để con cua được chín chất? Giải đi. Tám cộng với hai là 10. Con cua nó tám cộng hai cả. Nó chỉ có 10 chân thôi chứ. Đã giải vòng mắt. Có được bẻ được một cẳng. Anh chứ bẻ chân, bây giờ tôi bẻ một chân ông nhé. Sao mà nói tơ. Chân bẻ chân. Cụ ơi, cụ là cụ đố cụ Lý này, đố cả con luôn đúng không ạ? Đố cả hai thầy trò mày luôn. À thế. Cười gì mà cười anh nhá. À, giải đi. Nghe giải đi này. Giải đi. Luộc. Luộc lên thì nó không những nó chín, cả 10 cả mà nó còn chín cả 10. À, đúng rồi, thế thôi. Em xin. Nói phải giữ lời nhé. Lời nói đòi máu. Phải giữ lời thế thôi. Chó được lắm. Nhớ cái mặt thằng Lý ấy. Cụ ơi, đã mất tiền rồi, cụ nói thế lại mất trước cụ ấy. Nhớ như sao không nhớ mặt thằng Lý. Sống để bụng còn chết mang đi nữa. Cụ thưởng cho mày hay nào. Dạ, lại cụ, cảm ơn cụ à. Tao không những trừ được nợ mà tao còn lãi 18 hảo. Đúng là đồ đẹp. Hốn mạng thất. Tức không chịu được. Lần sau có đem kiểu rước thì ông không bao giờ đến cái nhà đó nữa. Đến đòi nợ tiền không đòi được, ăn không được ăn. Ngu mà... Ngu lắm. Mày đi về. Ôi xa ôi. Thế
Tết mới trẻ nhất. Nhăng một cái đã hết cả 3 ngày Tết rồi. Ở đấy, bao giờ chưa chật hết cả da rồi mà không thấy cơm nước gì nhỉ? Ô, lạ thật tí chứ nhỉ? Đấy, cứ bảo sao nói nhiều, đi đến giờ này vẫn chưa về. Cờ mới bạc đấy, lúc nào cũng cờ bạc rạc dài hết cả da. Để xem hôm nay về thế nào đây. Bực quá đi mất đi. Ôi giời. Ôi giời ơi. Công nhận rất là lạ. Ngồi 3 canh giờ mà không ngủ được phát nào. Thế nó mới đen như này. Còn đen nữa nhá. Ôi giời, không hiểu thế nào mà hôm nay đen thế không biết được. Đen cái gì mà đen. Mà tốt nhất ý, lần sau ấy, trước khi đi, ông viết cái chữ móm ở trên trán đi nhá. Sao thế? Dở nhớ nhìn cái mặt kìa. Mặt làm sao? Hãm thì không biết. Thua là phải nhá. U đang vào mắt nhá. Mà tất cả là tại bà ấy. Sao lại tại tôi? Người ta đang đỏ đi. Sáng dậy rồi thì rửa mặt cứ lôi người ta lại đi. Chỉ vì cái thoải mái của bà là hôm nay nó mới đen thế đấy. Ô hay, thì tôi tưởng là mấy hôm không được thì hôm qua tôi thưởng cho ông có sao đâu. Thế vẫn còn trách tôi được à? Rồi người ta bao nhiêu đời nay người ta đã rút kinh nghiệm rồi. Đang lúc đỏ mà đụng vào cái vấn đề nó rất đen. Gớm, giời ơi, cái làm như báu hóa lắm đấy. Chả thèm. Mà tóm lại cơm nước đâu thì dọn em đói quá rồi. Con sen một nô đâu rồi? Dạ. Mang cơm cho ông bà. Dạ vâng ạ. Chơi với bởi đến dạ. Giờ rất phải ăn cơm. Cơm đi ạ. Rồi để đấy cho bà. Thôi ngồi xuống ăn cơm đi. Ngon. Cơm này bình thường có cái gì mà ngon. Nay có cái gì đâu mà ngon. Tết nhất thế này ăn cho nó đạm bạc. Ngon. Này, cơm ngon hay là cái gì ngon hả? Cơm đây nhá. Tôi bảo cơm ngon chứ còn gì nữa. Cơm ngon sao lại đánh mắt vào đây làm cái gì hả? Thì nó bê đến đây thì khen nó một câu làm sao? Khen cái gì mà khen? Khen cái kiểu đấy à? Ngồi xuống. Cái gớm nó vừa vừa. Con này đi vào trong nhà. Dạ vâng ạ. Gì mắt thì cứ đảo như lạc giang ấy. Dừng. Để cái bát xuống. Rời đánh tránh miếng ăn đấy nhá. Tránh miếng ăn cũng để cái bát xuống. Này, hôm qua ông ăn mấy miếng chả? 2 miếng. Tôi ăn 2 miếng. Thế vậy thì nó còn 6 miếng chứ tại sao ở đây lại còn có 5 miếng này như thế nào? Hả? Ai ăn? Bà hỏi tôi hỏi ai? Ô hay, thế tôi hỏi ông. Ông quản lý ở cái gia nô ở cái nhà này. Thế tại sao ông không biết là đứa nào ăn vụng, đứa nào không ăn vụng à? Vì có khi là chuột nó ăn đấy. Chuột cái gì mà chuột? Sen đâu? Dạ. Bà cho gọi con à? Này, ăn chả có ngon không con? Không. Ôi, sao lại không ngon à? Không, con có ăn đâu mà biết à? Thế không ăn thì ai ăn? Thưa bà, con không ăn. Con hứa là con không ăn à? Con không đụng vào miếng nào cả. Còn nguyên bà. Đói. Dạ. Mày dám một cãi mày thì không ăn thì không hả? Con không ăn được. Bà buồn cười nó đã bảo nó không ăn mà nhớ nó chuột ăn thì làm sao? Chuột ăn chuột đã có lòng bàn rồi làm sao mà ăn được? Tôi nhớ chó. Chó tôi treo rồi nhá. Mèo. Mèo tôi đầy rồi. Làm sao mà ăn được? Bà hỏi lại một lần nữa nhá. Mày có ăn chả của bà không đấy hả? Con không ăn ạ. Chính xác mày không ăn đúng không? Vâng. Mày không nói mà đánh cho mày tuốt xác ra nhá. Mày tuốt xác ra nhá. Xác như thế được đúng không hả? Bà ơi. Cái gì? Bà ơi. Dạ. Là con ăn ạ. Ô hay, con ăn à? Dạ, dạ. Dạ con ạ. Dạ con này, con này. Dạ, dạ. Ông làm cái gì nhá? Để cho tôi dạy nó nhá. Dạ. Để tôi dạy ra nó. Dạ bẩm ông bà, là con đi ra đồng về, con mệt quá, với cả đói quá, thế là con chót ăn lại. Ông bà tao lỗi cho con ạ. Ô hay. Bà tránh ra. Để thế mày ăn mày hỏi ai? Dạ. Này. Kìa, con ăn ý thì con phải hỏi bà một tiếng chứ con. Dạ. Con xin lỗi ông bà, lần sau con nhớ rồi ạ. Bây giờ thế này nhá. Bà ngồi ra đây, để tôi dạy ra nô. Mày đứng ra đây. Mày đã ăn miếng chả của ông bà rồi mà lại còn không xin phép. Vậy thì ngày hôm nay mày phải nhịn nhá. Dạ. Mai mới lại được tiếp tục ăn nhá. Dạ. Đói phải chịu, rõ chưa? Này là vâng. Thôi,
ông thử nhịn như nó xem ông có nhịn được không. Này, không phải việc của bà. Dạ thôi, con sai thì con sẽ nhịn đói cả ngày ạ. Ừ, đúng. May là phải nhịn nhá. Thôi bây giờ thế này, ra ngay chuồng gà bắt cho ông con gà trống ấy. Dạ. À, buộc nó lại để chiều nay ông tiếp khách nhá. Ô, chiều nay ông bà có khách ạ. À. Dạ, ông bà ơi, con có một cách mà ông bà không cần phải thịt gà cũng mời được khách ạ. Là cách gì? Dạ, thì nếu thành công thì hôm nay con được ăn cơm chứ ạ. Ông ơi. Này, ông thấy tôi mặc bộ này đẹp không? Công nhận bà rất chịu khó thay quần áo. Đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, như cái áo này đẹp đấy. Đẹp không? Ừ. Này, thế nào họ thêu cái đường chỉ vàng ấy trông nó sang trọng hẳn. Hồng cánh sen đấy. Này, lát nữa có khách đến mà phải ăn mặc cho nó ra dáng là vợ của phú chứ nhỉ. Nhưng mà này, à? Tôi hỏi cái này là cái gì nhỉ? Ôi, sao lại hỏi cái này là cái gì, là như thế nào? Nó là cái gì? Khay ấm chén nhưng là cái gì nữa? Thế còn cái này là cái gì? Bình hoa. Thế còn cỗ bàn đâu? Ồ, đấy, nói đến cỗ bàn. Ồ, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Đấy, giờ này mà chưa thấy cỗ bàn, bà bênh cho nó đã lắm vào. À, thế còn ông? Thế ông bênh cái con sen thì sao? Hả? Này, hôm nay là con sen nó không có liên quan nhá. Ừ. Gọi thằng đua ra đây. Tóm lại là hòa nhá. Hòa cái gì? Thì ông bênh con sen, còn tôi bênh thằng nô thì có là hòa chứ còn tôi, là gì nữa. Tôi đã nói với bà là hôm nay là cái việc này là việc của thằng nô, nó hứa nhá. Ừ. Nó nói là sẽ có cỗ, vệ cỗ đâu. Được rồi, để xem. Nô ơi! Dạ bà bảo con ơi! Dạ! Ông cứ yên dạ. tâm đi. Dạ. Này, dạ, con ông bảo cho gọi con ạ. Ừ, thì tình hình là cỗ bàn đến đâu rồi con nhở? Ô, cỗ gì ạ? Ôi, ô, thôi chết. Mày đã bảo rồi là hôm nay ông bà không cần phải làm cỗ, vẫn có cỗ để tiếp khách cơ mà. À, con nhớ rồi ạ. Ông bà cứ chịu khó đợi thêm một lúc nữa, các cụ đang sang rồi ạ. Ôi, thôi chết. Các cụ sang nhưng mà cỗ đâu? Các cụ sang là sẽ có cỗ ạ. Mày nhớ cái mồm mày nhá. Dạ. Năm nay là năm Dần nhá, mày mà nói sai thì ông Dần cho mày bét xác ra nhá. Dạ vâng ạ. Con... Không phải nhịn một ngày đâu mà ông cho mày nhịn cả năm luôn. Dạ vâng ạ, con không dám nói dối đâu ạ. À. Chết rồi, các cụ đến một cỗ. Ơ, đây cụ khách đến rồi. À. Chào vợ chồng phú ông nhá. Dạ, chào ông Lý ạ. Dạ. À, năm mới chúc ông bà phú ông là sức khỏe, vui vẻ, tiền vào như nước, tấn tài tấn lộc, lúc nào cũng phơi phới như bà phú đây là rất là tốt. Dạ. Hôm nay mới là ngày mùng 3 Tết lại được lời mời của ông bà phú. À, tôi có bình rượu quý Đông Trùng Hạ Thổ, lô biếu từ hồi trong Tết, hôm nay mới quyết định mang sang này, vừa là để vui với gia đình, vừa là để mừng xuân. Ông bà thấy thế nào? Dạ. Rất cảm ơn anh Lý ạ. Ông Lý ạ. Dạ. Ông ơi, có rượu. Nhân năm mới để chúc anh Lý là mỗi lần ra công đường làm việc rất chí lý. Và mọi người cảm thấy rất là hợp lý. Rồi. Còn bây giờ thì mời anh Lý ta vào trong kia làm một tí. À, phu ông nói thế, Lý đây rất là ưng ý. Dạ. Thì con mời cụ Lý vào trong nhà nghỉ ạ. Mời anh Lý. Ông bà phu ông có nhà không? Ôi giời. Dạ. Ôi giời ơi. Dạ. Dạ chào ông xã. Chào này. Ông bà. Dạ. Này. Dạ. Ông xã đây. À dạ. Còn đây là anh xã. Dạ chào anh xã. Dạ đầu năm mới xin chúc gia đình anh xã coi như là bình an mọi sự, thành kính phân yêu và cả. Ôi giời. Dạ, thưa anh xã là vâng, nhà tôi là cũng ít khi mà đứng trước chỗ đông người, cho nên nói là cứ hay bị trơn trượt. Dạ, anh xã thông cảm là em đẻ không kiêng nên là nó có tí dịu à. Không sao. Thế chúc anh ở gia đình mạnh khỏe, vạn sự bình an nè. Đầu xuân năm mới nhìn ông bà cứ tươi vui phơi phới như thế này. Đấy. Chắc là năm ngoái
cũng làm ăn cũng khấm khá hả? Dạ. Vẫn là làm ăn tấn tới. Dạ. Đầu xuân năm mới, tôi sang đây, tôi cũng có con gà. Ôi! Ôi! Làm giật cá mình nhỉ? Dạ. Tôi sang để chúc ông bà đầu xuân năm mới là cứ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. À, tôi còn chúc riêng bà ấy là cứ trẻ mãi, đẹp mãi, cứ như là hổ thêm cánh. Ôi dạ. Hổ còn biết bay ạ. Dạ, dạ anh xã cứ cứ khéo khen đi ạ. Nhưng mà tóm lại là bà bay ít thôi nhé. Không phải tôi cứ đứng dưới tôi ngóng hổ bay thì chả biết bay đi đâu. Mình đây. Dạ xin anh xã. Dạ. Ui trời ơi, dạ ngon quá. Dạ cảm ơn anh xã. Dạ mời anh xã ngồi ạ. Mời ông. Ngồi đi. Xem đâu. Dạ. Dạ bà bảo đây. Dạ. Sao cứ nói. À vâng ạ. Mang cái con gà này vào, chặt ra làm cỗ. Dạ vâng ạ. Dạ sao đấy anh xã? Ai rồi ôi. Là sao đấy ạ? Trời ơi. Ôi chết. À, ai rồi ôi, đau quá. Anh xã làm sao thế ạ? Ôi trời ơi, cho tôi hỏi khi không phải. Thế cái nhà tiêu nhà mình nó nằm ở chỗ nào ấy ông bà nhỉ? Đây đây. Anh đi ra bên cạnh nhà đây. À đằng kia. Dạ vâng ạ. Xin lỗi ông bà. Ông bà thông cảm. Tết từ ăn nhiều giò chả bánh chưng quá cho nên là bụng hơi yếu. Dạ. Dạ mời ạ. Ui. Mình ơi, đấy. Thế là vừa có rượu, vừa có gà, vừa được đánh chén. Đấy, mình thấy không? Cái thằng nâu ấy, tôi đã bảo với mình rồi, thằng ấy là nó thông minh lắm, mà nó nhanh nhẹn, nó tính toán đủ các thứ. Nói tóm lại là ăn xong của tôi bà treo cánh đấy. Treo cánh ấy. Lấy bằng được cái số tiền mất hôm qua. Đấy, vừa được ăn, vừa được đánh bài. Dạ, bảo ông bà, ông bà thấy có được không ạ? Được. Quá được. Dạ. Ông ơi, tối nay con được ăn cơm chưa ạ? Được chứ này. Dạ. Mày cho ông hỏi nhá. Dạ. Ông đang tò mò, mày kể cho ông nghe là cái công việc nó như thế nào mà mày giỏi thế? Dạ thưa ông bà, cho con xin phép được hồi tưởng ạ. Này, ông không thích xem cái hồi tưởng cuộc đời mày đâu nhá. Dạ không ạ, thế thôi, ông cho con xin phép được kể chuyện ạ. Khổ quá. Ông làm gì có thời gian mà để nghe mày kể chuyện. Dạ thôi, con xin phép được kể lại quá trình mà con kiếm gà với rượu về cho nhà mình ạ. Rồi kể đi. Chẳng là... Ô hay, giờ này mà ông vẫn ngồi đây à? Không ngồi đây thì ngồi đâu. Uống trà nhạt mà vẫn còn năng tích. Chờ có trà nhạt mà uống nó đã làm tốt rồi. Cái canh bạc đêm qua bà tối đầu tối dạ thì lông vừa vừa thế, mặt trông thì sáng sủa mà sao đánh cái lước bài ngu đến thế. Lúc tôi đứng dậy bà nhìn thấy rõ ràng rồi, tôi đi chân tôi đã phồng kiềng như thế này rồi. Là ký hiệu con gì? Con chi. Trời ơi, thế mà sao không đánh xuống cửa chì để tôi ù ván đấy nhá, là thủ chiếu chi tám đỏ hai lèo. Ôi giời ơi, thế mà cứ giữ khư con chi ở trên tay làm cái gì hả? Tôi chắp tay tôi lạy ông đấy, không biết là ai tối giả, không biết ai là dốt đâu. Giờ ông bảo ông phím thế mới là phím à? Thế còn phím thế nào nữa? Ông bảo là ông bành chân ra thế này là con chi. Ông thử nhìn lại ông xem, cái chân của ông ấy cả đời vòng kiềng rồi, ai biết ông phím kiểu gì. Trách người cũng phải nhìn lại mình chứ. Mà tôi nói ông nghe nhá, tôi đấy là tôi còn chưa nói ông đấy. Cái lúc mà tôi phím ông nhá,
mà tôi đã coi như là nháy như thế rồi, để xem là trên tay có con nhị vạn không thì oánh xuống cho tôi. Lúc ấy tôi nghĩ rồi, nhưng mà tôi không biết phím cho bà kiểu gì, vì còn một con nhị vạn duy nhất nó đang nằm dưới nào. Thế tại sao không lật lên để nhau để cho tôi biết? Lật được. Lật được ở dưới lọc thì đã không phải ngồi e cửa mông đít đánh bài với chúng nó. Thế sao ông bảo ông là thần bài? Thần bài. Không đứa nào mất được ông. Mà cái Cái gì? Cái cả nhà bà ấy. Ok. Cái cả họ nhà bà ấy. Ông bảo họ nhà tôi làm sao? Cái thằng cậu ngồi trên cánh của tôi, nó cứ đì đọt tôi. Tôi cứ đánh xuống cửa con gì nó phang vào mặt tôi con đấy. Cậu thì cậu nhé. Mày đì ông ở trên sới bạc ấy, rồi lên công đường thì ông đì cho mày biết mặt. Trời ơi, nó là em vợ ông đấy. Ông làm gì ông làm đi. Em vợ thì em vợ chứ. Em vợ mà nó đi rồi thế à. Bà cứ chờ đấy. Có dịp thì tôi cho nó một trận, cho nó biết mặt. Đánh giờ. Bài, đánh bạc. Có anh mới chị ngồi ở đấy, phải đánh lới cái tay cho anh ngủ. Đánh cả nhà tập trung vào mà vẫn không thắng được cái thằng gà son nó ngồi dưới tay tôi. Toàn ủ xuông như thế. Mà bà không biết được là ai tối giả, không biết được là ai dốt đâu. Tôi phím bông nó rõ ràng như thế. Mà lúc tôi gọi hẳn như thế này: thằng Vạn đâu? Đi ra vườn vác cho bà hai cành đào về đây. Như thế là con gì? Con gì? Là con nhị vạn. Để xem nếu trên bài ông không có như phải dưới nọc như nào, ông phím ông lật lên cho tôi để tôi biết tôi còn ù cái vạn hoa rơi cửa Phật chứ lại. Này, nói tóm lại nhé, từ bây giờ là tôi cũng chả bao giờ ngồi chéo cánh nhồng gì cho nó mệt ra. Nhá. Bạc lon này cứ đòi thắng gà son, làm cho người ta mất luôn cái ván đồng hoa rơi cửa Phật, điên hết. Thôi bà đừng ngồi đấy mà quang quác lên đi. Bây giờ là canh mấy rồi, không đi chuẩn bị cơm nước thì mà ăn còn đến bao giờ nữa hả? Cứ ù xuông như thế lấy đâu ra mà ăn. Thế ù xuông thì không phải ăn à? Ù xuông thì thằng Lý này không phải uống rượu à? Không ăn không uống vào thì lấy sức đâu mà đánh tiếp? Lấy sức đâu mà gỡ để mang về cho hầu bao của bà nó đầy lên à? Bà đi xuống bếp ngay, đi ngay. Nói tóm lại là tôi mặc kệ ông muốn ăn cái gì thì ăn. Bây giờ là tôi phải đi sang bên ngoại tôi chúc Tết nhá. Chứ mấy hôm Tết cứ ngồi hầu các ông ấy, chả còn thời gian để mà đi đâu cả nhá. Tự túc đấy, xem có cái gì đấy mà ăn. Trời ơi, vợ mới trẻ con chán không chứ lị. Giờ này lễ với cả Tết để ông chết đói ở nhà. Cụ Lý có nhà không à? Đứa nào đây? Bà ấy không có nhà đâu. Thế này mà cụ lại bảo là cụ không có nhà. Dạ, con chào cụ Lý ạ. Tao bảo bà ấy không có nhà chứ tao có bảo tao không có nhà đâu. Dạ. Mày là ai, con cái nhà ai? Dạ, thưa cụ, đầu xuân năm mới con sang đây là con xin chúc cụ sang năm mới là nhiều sức khỏe, nhiều tiền, nhiều đất, cái gì cũng nhiều. Thế nhưng mà vợ là đừng nhiều cụ ạ, không thì mệt lắm ạ. Thằng này, mày thấy bà ấy vừa đi tao cãi nhau với bà, mày thì khích đẻo tao đấy à? Dạ, không ạ, con đâu có ý đấy ạ. Thôi được rồi, ngồi xuống đây tao hỏi. Dạ. Mày con cái nhà ai mà sang nhà tao có việc gì? Dạ bẩm cụ, cụ quên con nhanh thế ạ. Con là thằng nô, người ở nhà phú ông ạ. Thì ra là thằng nô, người ở bên nhà phú ông à? Dạ con ạ. Nhưng mà sau năm ngoái tao thấy mày to cao lắm cơ mà. Sao năm nay mày lại còi dí của dị đi thế là thế nào? Hả? Làm sao mà phải khóc? Thôi được dạ, rồi. Cụ Lý nói thì con lại bị tủi thân. Cụ cho con xin phép ngồi được không? Ngồi xem nào. Dạ. Thế có chuyện gì? Dạ, bẩm cụ là con chạy sang đây cũng mệt. Cụ cho con xin hớp nước được không? Đây, nước đây, uống đi. Dạ, con xin cụ ạ. Thế làm sao mà người lại quắt queo như thế ở con, nó không cho ăn à? Bẩm cụ là mặc dù được nhà phú ông cho ăn rất đầy đủ, uống thuốc không chạch bữa nào. Thế nhưng mà do số con là thế, con không lớn được. Thôi, càng ngày nó càng bé đi cô ạ. Thôi, Tết nhất mày khóc lóc rông nhà tao ra. Mấy cái là trẻ con đấy lại hay. Đi đâu cũng được mừng tuổi. Dạ. Đây, đéo. Rồi, để ông mừng tuổi cho mày, cho sang năm nó nhiều lộc nhá. Dạ vâng ạ. Đây, có chẵn có lẻ. Ông mừng cho mày. Rồi, đây. Hai Trinh nhá. Dạ con xin cụ ạ. Rồi. Thế thằng phu ông nó sai mày sang đây có việc gì? Dạ hôm nay nhà ông con cắt Tết ạ.
Nên là ông con mới bảo con sang đây để mời cụ sang nhà con ăn cỗ ạ. Mày trêu cụ à? Này, tao nói về mày không đùa được chuyện ăn uống này đâu nhá. Đúng là nó sai mày mời tao sang cắt tết không? Dạ đúng ạ. Lạ nhỉ. Thằng Phú ông này nó ăn sắt rồi nó lại vót gia đình, nó kẹt xỉ như thế thì có năm nào nó mời tao ăn uống cỗ bàn gì đâu mà tự nhiên năm nay nó lại mời tao sang cắt tết. Dạ bẩm cụ là chừa rồi cụ ạ. Đấy, nhưng năm trước ấy, chính là không để ý đến cụ. Thế là bị cụ để ý lại. Năm nay mới nhớ mới bảo con sang đây để mời cụ sang đây ạ. À, ra thế à. Nhưng mà cụ ơi. Không chơi được với các quan đâu. Nó làm ăn giàu có như thế. Mà lễ Tết này là cấm nhớ gì đến cụ. Thì làm gì cụ chả để ý. Dạ này, mà tao sống thế là còn có đức đấy. Chứ cụ Lý khác ấy, thì cụ chả di cho chết từ lâu rồi. Biết nghĩ thế là được. Dạ mời mà tao sang ăn ra Tết. À năm nay tao còn lưới tay cho. Chứ không thì chết với cụ. Dạ vâng ạ. À nhưng mà cụ ơi, có một chuyện này. Nhưng mà thôi ạ, đầu năm nói ra nó ngại lắm cụ ạ. Ngại cái gì? Mày cứ nói ra. Dạ bẩm cụ là bên nhà ông con thì sắp cỗ ra đấy hết rồi. Nhưng hôm nay lại là mùng 3 Tết. À, ông con sai con đi mua rượu mà hàng quán đã mở đâu hả cụ? Đúng rồi, thế đang là dịch giã này ai ta cho mở. Vâng ạ, thế là con không mua được rượu. Mà hôm nay ấy, ông con lại bảo là mùng 3 Tết, cắt Tết mà lại được uống rượu của cụ Lý nhá, thì sướng hơn là gặp tiên cụ ạ. À, rượu hả? Dạ. Rượu thì đúng là sở trường của cô rồi. Trong nhà tao đầy rượu. Dạ, đầy sau vườn đấy, nguyên một khu vườn. Tao chôn xuống gần 100 cái chum, mấy nghìn lít rượu tao để đấy uống quanh năm không hết. Nhưng mà nếu đúng là hôm nay đi ăn cỗ nhà Phú ông, dạ, thì tao sẽ mang hẳn cái bình rượu quý mà chúng nó biếu từ trong Tết. Tao chưa uống đến, dạ, ngon nhất, thơm nhất mang đến để tỏ cái thiện ý của tao với Phú ông. Đã dạ được chưa? Dạ thế thì quý hóa quá cô ạ. À, dạ. Được rồi, được rồi. Thế bây giờ này nhá, dạ, mày cứ bảo với Phú ông là cụ Lý nhận lời rồi, chiều cụ Lý sẽ có mặt nhá. Dạ, thế con chào cụ, con về ạ. Ừ, dạ, về nhá. Tưởng con mù vợ đó cho mình nhịn đói, tự nhiên lại được lão vương mời đi ăn cỗ. Này, cứ sang nhà ngoại đi, cứ đi lễ Tết đi, ngày kia ông về tôi còn đi đánh chắn nhá. Dạ ông không có nhà bà. Dạ vâng ạ, thế thôi con chào bà, con về đây ạ. Vâng ạ. Dạ con chào ông ạ. Dạ con chào ông ạ. Dạ ông ạ. Ông ơi, sao ông lại ngủ trên cây? Nhà mình có sao ông không ngủ ạ? Ông ấy hôm qua đánh bạc bị thua hết tiền. Bà mày xót tiền nên đuổi ông ra khỏi nhà rồi. Đang làm ầm làm ý nhà lên kia kìa. Dạ, bảo sao con vào tìm mãi chẳng thấy ông đâu. Ông ơi, con đang có chuyện muốn bẩm ông ạ. Sao, có chuyện bẩm ông à? Dạ vâng ạ. Thế để ông xuống. Dạ dạ. Nhà con chẳng ngủ, anh ngủ trên cây. Thật đấy. Đây, để ông xuống. Dạ ông ạ. Thế sao? Mày con cái nhà ai mà tìm ông ấy có việc gì? Ô, sao ông lại quên con nhanh thế ạ? Con là thằng nô, người ở nhà Phú ông đấy mà. Cái gì? Mày là thằng nô, người ở nhà Phú ông? Dạ vâng. Thầy mày nữa, mày cứ đùa ông. Thằng nô ấy, mấy năm trước ông gặp, nó cao to lắm cơ mà. Sao bây giờ này mày lại bảo mà nhận là thằng nô là thế nào hả? Khổ. Đấy ông ạ, tất cả là nó cũng do số phận ông ạ.
Mặc dù là con đã được nhà phú ông hết sức chiều chuộng và quan tâm lo lắng rồi, cơm ăn không thiếu một bữa nào. Thế nhưng mà số mệnh nó bắt buộc nên là người con cứ càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày nó càng co lại ông ạ. Thế cũng khổ nhỉ. Dạ vâng. À, nhưng không sao, nhỏ như thế này ấy, thì mình lại càng được nhiều tiền mừng tuổi. Đây 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 đây. Đây. Ông mừng tuổi cho mày. Dạ, dạ. Con xin ạ, con đội ơn ông ạ. Này. Dạ. Thế mày gặp ông ấy có việc gì? Dạ, bẩm ông là hôm nay là mùng 3 Tết, nhà ông con cúng cắt Tết ông ạ. Thế là ông con mới bảo con sang đây là mời ông sang nhà con ăn cỗ ạ. Úi giời ơi, cái thằng cha phú ông ấy kỳ bo kẹt xỉ nhá, kẹt 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 lõ cả người ra ấy, mà tự nhiên lại đi sang đây mời ông ăn cỗ. Này, chắc là có việc gì nhờ ông đúng không? Dạ ông ạ, đấy, năm nay là chừa rồi, thấm thía lắm rồi ông ạ. Những năm trước là sống kiểu kỳ bo kẹt xỉn, không để ý đến các ông, thế là bị các ông để ý, chả làm ăn gì được, thất bát quá nên năm nay sửa rồi ông ạ. Chả phải sửa. Năm nay là ông với con mới bảo con sang đây để mời ông sang nhà con ăn cỗ. Nhưng mà ông ơi, có một vấn đề này con muốn bẩm ông nữa. Nhà ông con ấy thì rượu quý không thiếu ạ. Thế nhưng mà hôm nay là mùng 3 Tết, hàng quán lại chưa mở. Con đi tìm thì chả có cái gì về để làm mồi cho các ông uống rượu cả ông ạ. Thế nên là nhà con lại không chuẩn bị được mồi. Mời ông sang uống rượu, thế nhưng mà lại không chuẩn bị được mồi. Dạ. Đúng là cái thằng cha phú ông này. Thôi được rồi, ông ấy đã có lời mời ấy, thì ông sẽ sang. Dạ. Đấy. Có rượu chưa? Ui, rượu nhà ông con ngon lắm ông ạ. Mà nhiều rượu lắm ạ. Nhiều rượu? Dạ vâng. Có rượu thì được rồi. Dạ. Có rượu ngon, ông ấy sẽ mang mồi sang. Dạ. Bây giờ ấy, mày cứ về bên nhà phú ông chuẩn bị trước đi. Hả? Dạ. Rồi ông sẽ sang. Dạ, dạ, dạ vâng ạ. À mà này, thế định mời ông là vào buổi trưa hay là buổi tối nhỉ? Dạ bẩm ông là con mời ông là chiều muộn sang nhà con để tối ăn cỗ ạ. Được. Thế thì chiều tối ông sẽ sang. Dạ vâng ạ. Thế thì con xin phép ông con về ạ. Dạ vâng. Rồi. Quá thông minh nè. Được, ông sẽ có thưởng. Ôi bà, vào việc. Vào việc. Ông đi ra đây. Ui giời ơi. Gì đấy? Ui đau bụng đau. Khổ quá, đang ngồi chơi vui thì đánh treo cánh đang đỏ. Ui giời, đỏ với đen cái gì? Ôi trời. Ông bà làm sao ấy nhở? Này, vừa nãy ấy, là nô cho thuốc đau bụng vào canh gà của ông bà đấy. À, bà này, anh nô này. Hả? Rõ ràng là anh nô có ăn trả đâu. Sao anh nô lại nhận? Sen gốc thật đấy. Nếu mà nô mà không nhận á, thì bà đánh cho sen tước xác ra đấy à? Ừ nhỉ. Đúng là chỉ có anh nô mới tốt với sen thôi. Có gì đâu. Đây là chỉ dụ của quan trên. Vâng. Hiện tại tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng. Vâng. Mà triều đình muốn nhân dân lúc nào cũng khỏe mạnh. Vâng. Và phải đề cao sức khỏe cho nhân dân. Vâng. Vì thế nên là triều đình phát cho mỗi làng vài bao thuốc bổ. Vâng. Để cho nhân dân
tẩm bổ lấy sức khỏe, ông hiểu chưa? Dạ vâng. Việc này chắc là phải nhờ cụ Lý mất rồi. Vâng, cảm ơn anh lính, tôi nhớ mà. À, mấy cậu kia, cuộc bổ mà cứ vất thế à? Bận bịu quá, còn đi phát cho các làng khác hả? Ôi trời ơi. Gì đấy? Gì? Ôi trời ơi, cụ ơi. Ôi trời, cụ đang bị nhiễm cái bệnh mà nó đang đồn ầm lên ở làng ta hay sao ấy cụ ạ? Cái vết này gì? Dạ vâng. Đây gì? Đây. Ngủ. Cái vết này hôm qua bà mày cắn tao đấy. Mày nói thế là tao bị nhiễm bệnh mày. Dạ, con xin lỗi cụ ạ. Mà cụ ơi, hai cái bao gì đây hả cụ? Bao gì mày không biết à? Đây là thuốc bổ hết đấy. Thuốc của triều đình, hiểu chưa? Dạ. Phát cho dân. Sáng ngày mai mày giúp tao cho mọi người dân trong làng ta là đều có thuốc hết. Dạ vâng. Toàn là thuốc rồi hả cụ? Ừ, mở ra sao nào. Đấy, ôi giời ơi, thuốc bổ đấy. Ôi giời, cụ nhìn này. Ừ. Toàn là thảo dược quý hiếm cụ ạ. Ừ đấy, ôi thuốc này này, mặc dù nó không chứa độc bệnh. Dạ. Nhưng mà uống vào nó sức khỏe, nó cường tráng, nó đẩy lùi cái dịch bệnh đi, đúng không? Dạ vâng. Úi giời, không biết là từ lúc nào mà lý trưởng lại lo cho xã cho dân thế này nhỉ cụ nhỉ? Mày hiểu một chứ mày chưa bao giờ hiểu mười đứa. Cái thuốc này mai cụ phát chuẩn cho dân, thế là dân mới tin yêu cụ, dân mới ủng hộ cụ. Thế là con đường thăng quan tiến chức của cụ là cái cao vời vợi. Thế là gớm, kiệt như cụ thì có mà đến hết đời không lên được quan của ạ. Mày để xóa tao đấy. Dạ, con đùa cụ tí. Bà đi đâu ạ? Dạ, bà sang làng bên có việc rồi cụ ạ. Tí bà về, bà có hỏi tao. Dạ. Mày bảo là tao đi họp với các quan trên nhá. Cụ không cần bảo con cũng biết cụ sang nhà cô Mẫu gì. Thằng này bé bé cái mồm thôi, không chết cả lũ bây giờ. Mang mấy cái bao thuốc này vào, không có trời nó mưa đấy. Dạ vâng. Cụ đi lát cụ về ở nhà rồi cơm nhá. Vâng ạ. Màu ơi, Màu ơi, ôi, cô, sao cô lại đến em giờ này? Chồng em đang ở nhà. Này, sáng mai làng bên Lý phát thuốc bổ cho dân đấy. Em cũng nghe nói là ngày mai làng bên Lý phát thuốc, mà toàn thuốc bổ thôi. Mà Lý có ưu tiên cho em không đấy? Cụ Lý không ưu tiên cho Màu thì ưu tiên cho ai? Nhưng mà Màu có phải người bên làng cụ đâu. Cứ yên tâm, sáng mai Màu cứ đến, không cần phải xếp hàng, cụ sẽ phát thuốc cho. Nhá, cụ nói rồi nhá, mai Màu đến mà người ta lỡ nói ra nói vào thì bắt đền cụ đấy. Yên tâm, cụ xin thề là mai lên kiểu gì thì Màu cũng có thuốc mà. Màu nha. Con Màu đâu rồi? Mày đi chạy đi đâu rồi? Ôi trời, cụ đi về đi, chồng em gọi rồi. Cụ về đi, về đi. Cho nó uống nhiều rượu mà nó ngủ mà. Rồi thế. Cứ để con sắp thế này. Dạ, bẩm cụ Lý, bây giờ mình gọi người vào lấy thuốc như thế nào đấy ạ? Cứ 5 người một. Dạ, 5 người thì sao ít thế ạ? Phát thế cho nó gọn. Mời 5 người vào lấy thuốc. Xếp hàng ngay ngắn vào. Úi dồi, bà này xếp lên cứ ngục ngục kìa, như trâu húc mã. Đây, thuốc của mụ đây. Này, toàn thảo dược đấy. Lương nghi ở trên triều đình họ ngâm cứu mãi mới được đấy. Ngũ sắc, 5 màu. Rồi, con tưởng những thuốc gì, cái này vườn nhà con đầy. Ô, hay cái bà này, thế tóm lại là bà con lấy không? Hả? Lấy thì điểm chỉ vào đây nhanh lên để con người tiếp theo. Này, cái loại thuốc này quý lắm đấy.
nó không chữa được bệnh nhưng nó bổ dưỡng cho sức khỏe đấy. Này, về là phải uống đấy nhá. Nếu mà mang cho lợn nó ăn thì đừng có trách tôi đấy nhá. Nhanh lên thôi. Đi về đi. Lấy thì lấy đi. Cụ Lý đã ưu tiên bà như thế rồi. Không cho bà vào 6 tấm nhá. Ý chỉ điểm vào. Điểm chỉ. Điểm chỉ. Nhận thì nhận. Ok này. Thế đây nhà vệ sinh của cụ Lý rồi, đi vào đấy làm cái gì? Hay cái mụ này. Con này nó chèn chèn hay sao nhỉ? Trời, thế mà phải uống thuốc đấy cụ. Người tiếp theo. Em Phạm Thị Mâu. Cô Mâu xếp hạng sau tôi cơ mà. Dạ bẩm cụ Lý. Thế là thế nào? Cụ xem có nhầm lẫn gì không? Chứ cô Mâu là người làng bên, có phải người làng mình đâu mà được lấy thuốc ạ? Thì tôi là cháu ngoại cụ Lý. Tôi lên đây nhận thuốc có sao không? Cháu ngoại gì? Cháu ngoại không nội. Đây. Bịch này dành riêng cho Mầu, đầy đủ hết, không thiếu loại gì. Dạ. Em à, con cảm ơn cụ ngoại ạ. Đúng rồi, là khác. Quan hệ rộng có khác nhỉ, được lấy thuốc tốt ngay được. Thì tôi là cháu ngoại của phụ Lý. Cháu ngoại à? Cái gì bao giờ nhỉ? Này, cháu ngoại thật. Năm đời ở bên ngoại mà. Năm đời rồi, năm đời. Ngoại gần nhỉ. Tôi là cháu ngoại của phụ Lý, nên là tôi được nhận thuốc tốt, đặc biệt. Còn các người có quan hệ bình thường thì lấy thuốc đấy thôi. Đúng rồi. Chẳng được cái gì. Được rồi. Không thể được. Mày ghê ông này. Nào, người tiếp theo. Đúng rồi, lão mẹo đâu? Ở tôi đây. Đây. Mời lão. Này. Ơ, sao tôi lại được cái loại này? Loại kém lắm. Mà cô Mầu lại được cái loại gì to như thế này? Mà lại là rất là tốt. Thế là thế nào? Không được rồi. Này này, phải đổi không được. Ông đi về đi. Phụ Lý với ông có quan hệ gì đâu mà ông đòi lấy thuốc tốt. Về đi, về đi. Phải có quan hệ nhờ cụ nhà. Quan hệ thế nào nhỉ? À, ai có quan hệ thì cứ quan hệ nhờ cụ nhờ. Cứ kể vào nó, dân đen như mà. Mày quan hệ giỏi quá Mầu nhỉ? Quan hệ gì? Bà ơi, quan hệ thế nào? Dạ. Đứng lên nói rõ cho bà nghe nào. Bà ơi, bà tha cho con chứ, con không quan hệ đó đâu bà ơi. Bà tha cho con. Không lấy thuốc à? Còn ông? Hả? Ông giỏi thật đi. Kìa bà. Ông có cháu ngoại mà tôi không biết đi. Bà ở trong nhà nghỉ ra đây làm gì? Hả? À, dạ. Bà không nhớ à? Có ông ngoại con nói chuyện là cháu ngoại mấy đời của ông đó mà. Ngoại này. Bà vào trong nhà đi nghỉ đi. Tôi đang phải phát thuốc chỗ này. Ông sợ tôi biết mặt cháu ngoại ông đúng không? Ông ngại đông người thì vào trong nhà. Thôi người về đi, mai để nhận thuốc sau. Về đi, mai nhận. Cụ ơi, bọn con thương cụ lắm, nhưng mà thôi cũng kệ. Ai bảo cụ chim chuột tòm tem cho lắm vào, không những thế lại dùng chức quyền để cho thuốc tốt cho cô Mầu. Ôi trời ơi bà ơi, đánh mạnh vào bà ơi. Mạnh vào. Cô ơi, cứu con. Cô ơi, con không làm gì đâu rồi. Cô ơi, cố lên cô ơi. Cháu ơi.